chào quý vị và các bạn. Trong chương trình thời sự hôm nay, sáng thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần. Mở đầu chương trình hôm nay có các tin chính. Thành phố Trà Vinh có 13 điểm cầu trực tuyến, tham gia hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội cựu chiến binh thành phố Trà Vinh tổ chức tặng quà cho hội viên cựu chiến binh khó khăn. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay có bài viết Sở Y tế Trà Vinh triển khai kế hoạch thực hiện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 59 cho đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Trà Vinh phát trên sóng FM tần số 98,9 MHz. Thông tin cần biết. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn. Quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn. Quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.